À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Thì hôm nay mình tháo cái bộ ly hợp buli ở trên cái cầu có 3 số tiến một số lùi này ra, thì tiện thể mình sẽ quay cái nguyên lý cho các bạn xem cái bộ ly hợp nó hoạt động như thế nào. Thì các bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua, còn các bạn nào chưa biết về cái nguyên lý hoạt động của nó thì có thể theo dõi video này tham khảo thêm. Bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn từng cái bộ phận một của cái bộ ly hợp mà dùng buli này nhé. Thì trước tiên là cái bộ này thì nó có một cái buli này. Cái buli này thì nó không giống những cái buli khác. Buli này thì nó ở hai đầu của nó là đều có dùng vòng bi, đầu ngoài này và đầu này là hai đầu cái buli này là dùng vòng bi các bạn nhé. Có nghĩa là bình thường nó không có truyền lực mà nó là chạy trớn bình thường thôi. Đấy. Thì ở trong cái buli này nó có bộ hai cái bộ má. Má ma sát. Đây là một này. Và trên cái mặt nắp này là hai này. Đấy, chính hai cái má. Và hai lá côn. Cái lá côn này đây mới chính là lá côn dùng để truyền lực này. Trên bộ lá côn này thì nó có những cái răng sáu cạnh này. Bộ răng này sẽ được lắp với bộ răng này. Và cái lá côn này lúc nào cũng quay này. Lúc nào lá côn này cũng chuyển động. Cái lá côn này là lúc nào nó cũng chuyển động cùng với cái bộ số này. Đấy. Có nghĩa là nó khớp chết với cái bộ trục này. Và nó lúc nào nó cũng, mình nói nhầm, cái bộ lá côn này lúc nào nó cũng đứng im cùng với cái trục này. Còn động cơ của mình sẽ chuyển động xuống dưới cái buli này. Có nghĩa là buli thì lúc nào cũng quay. Đấy. Hai cái lá côn này thì lúc nào cũng đứng im cùng với cái trục này. Có nghĩa là khi mình chưa kéo côn thì buli nó cứ quay không vậy thôi. Và giữa hai lá côn thì nó sẽ có một lá thép. Đây, cái lá thép này mới chính là lá thép giữ vai trò dẫn chuyển động này. Đấy, nó cài cái vấu này vào đây. Đây, cái lá thép này nó sẽ có cài một vấu này, hai vấu này, ba vấu này là để chuyển động. Đó. Là khi các bạn đây. Đấy. Và khi các bạn đậy vào như này, bình thường thì nó rất là lỏng. Cái lá côn này nó sẽ quay không, nó sẽ không bám vào cái chuyển động này. Cái khớp, cái vấu chuyển động này là bình thường hai lá côn nó rất là lỏng. Thì tại sao nó lỏng là bởi vì ở cái con má này nó có một cái bộ ba cái chốt đây nhá, các bạn nhìn ba cái chốt này, đây này. Đấy, khi các bạn nắp lên ấy thì ba cái vấu này nó sẽ tì vào cái mặt này. Nó tì vào cái mặt này. Thì cái này nó như một cái đòn bẩy này, đè xuống thì nó sẽ rút cái này lên, rút ba con ốc này lên này. Khi mình nắp ấy, thì nó tì vào cái vấu này. Vấu này nó sẽ tì vào cái mặt này. Nó đè cái này xuống thì nó sẽ rút ba con ốc này lên. Đấy. Cái mặt này nó sẽ co vào này, nó ép xuống này. Thì khi đó là cái lá côn, ba cái lá côn này nó hở. Nó có một cái độ khoảng hở nhất định, nó sẽ không ép chặt vào với cái mặt này. Vì vậy khi các bạn chuyển động ấy thì nó, cái lá côn này nó chỉ có quay không như thế này thôi. Đấy, cái lá côn này nó quay không. Nó không có ma sát tì vào cái cục vấu giữ chuyển động này. Và nó sẽ quay không. Bình thường ấy là các bạn kéo côn về vị trí như thế này. Đấy. Thì khi đó là cái này nó đẩy ra này, cái mặt vít này nó đẩy vào mấy cái con cóc này. Nó đẩy ra này. Thì cái con cóc này nó ép xuống là côn nó sẽ nhả. Côn nó nhả. Thì là lúc đó nó không bám. Nó không bám côn. Thì là chuyển động nó sẽ không có chuyển động.
máy vẫn nổ nhưng mà không có lần chuyển động vào cái hộp số này. Và khi các bạn nhả côn này thì cái này nó sẽ co vào trong như này. Đấy, thì khi đó cái này nó được nhả ra này. Nó nhả ra nó sẽ ép chặt vào ba cái lá côn này lại này. Và cái vấu sắt này. Và chuyển động nó sẽ được chuyển động từ cái bu li này qua cái lá sắt này. Qua cái vố sắt này. Ép vào hai cái lá côn này. Hoặc trên cái lá côn này nó có 6 răng nó sẽ ép vào cái trục này. Khi đó nó mới có chuyển động lên cầu. Thì mình có thể truyền đạt thì nó không được rành mạch lắm. Thì qua đây các bạn có thể xem qua lại nhiều lần thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái nguyên lý của nó thôi. Đấy, thì các bạn có góp ý gì thì xin vui lòng để lại dưới bình luận. Còn về cách trình bày thì mình cũng không được rành mạch lắm, nhưng mà nguyên lý thì nó chỉ có như thế thôi. Đấy, để các bạn xem có thể tham khảo thêm ở những chỗ video của người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì những cái đồ này thì mình chỉ khi nào mình tháo ra xong rồi mình mới có cơ hội để mình làm cho các bạn xem thôi. Chứ bình thường mình cũng không có thời gian tháo ra làm gì cả. Nên là tiện thể tháo ra thì nhằm để cho các bạn cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo và đừng quên ấn like để mình có động lực làm những cái review khác.